có hơn 1 tỷ rồi, vay thêm ngân hàng để mua mảnh đất 3 tỷ hay là chờ có tiền thì mua đất? Anh em thân mến, thì đây là cái câu hỏi của một bạn mà mình không muốn tiện nhắc tên ở đây. Thì các bạn thân mến, thì thực ra thì nó là cái quyết định của mỗi người thôi. Mình cảm thấy là ví dụ như thế này, mình mua nhà để ở và kinh doanh, nó tạo ra một cái dòng tiền tốt thì chúng ta nên vay ngân hàng để mua, để chúng ta chặn cái việc mà chúng ta phải mua cái nhà này với cái giá cao hơn. Như cái video trước mình có chia sẻ, một cậu em mà định mua có một thợ có 1 tỷ 3, nó nên vay 2 tỷ để mua cái nhà hay không ấy. Thì khi mà mình tạo ra một cái dòng tiền tốt thì mình nên vay ngân hàng để mà mua, chứ không đến lúc nó lên 5 tỷ anh em, cái nhà lên 5 tỷ anh em lại không mua được, bởi vì kiếm tiền nó không thể lại được so với cái tốc độ tăng giá của ngôi nhà. Còn nếu như mà mình mua nhà mà không có dòng vay ngân hàng, mà không có dòng tiền, thì tốt nhất là không nên vay, làm ra dòng tiền nó không đủ đáp ứng. Ví dụ như chúng ta mỗi tháng chúng ta giả gốc lãi cho ngân hàng khoảng 20 triệu, mỗi tháng giả gốc lãi cho ngân hàng 20 triệu thì chúng ta phải để ra được 30 triệu, thì hay hoặc 25 triệu thì chúng ta mới vay ngân hàng để mua, chứ không là đến lúc đứt cái dòng tiền là dễ mà mất cả nhà cả như vậy. Còn một phương án khác là chúng ta đi mua cái mảnh đất hơn tỷ, mua mảnh đất hơn tỷ ở vùng ven, 5 năm sau nó lên giá, ví dụ hơn 1 tỷ anh em mua được 1.000 mét đất vùng ven, 5 năm sau hay 7 năm sau nó lên giá là 5 triệu mét, thì anh em bán được 5 tỷ chẳng hạn, thì 5 tỷ quay lại mua cái nhà này, đúng không? Chứ phương án là như vậy thôi. Có nghĩa là nếu như mà mình mà đi vay ngân hàng, mình mua cái nhà này đi, thì mình phải có dòng tiền để mà mua càng sớm càng tốt, bởi vì nhỡ cái nhà lên giá là anh em không mua được. Còn không thì chúng ta phải mang cái tiền đó đi, chúng ta mua cái mảnh đất khác rộng, diện tích lớn, giá rẻ, để khi mà nhiều mét vuông, khi mà mỗi mét vuông nó lên chỉ cần vài giá thôi là anh em kiếm được nhiều tiền rồi, thì quay lại mua cái mảnh đất cái nhà mình đang ở đó. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà vấn đề là anh em có đủ kiên nhẫn kiên trì để mà làm hay không mà thôi. Chứ đừng đợi đủ tiền mới mua bất động sản, mà hãy mua bất động sản và đợi nó lên giá và anh em có tiền. Chả biết là anh em có hiểu không, mấy này mình làm sao ấy. Cái quay video này quay 3 lần rồi, lần này lần thứ 4 mới làm được. Cái câu chuyện ở đây mình chỉ chia sẻ là bây giờ có hơn 1 tỷ rồi, có vay hơn 1 tỷ nữa để mà mua cái nhà mình đang ở và kinh doanh hay không. Thì nếu như chúng ta kinh doanh mà có dòng tiền tốt thì chúng ta vay, chúng ta mua, an cư thì lập nghiệp, có chỗ kinh doanh tốt, có dòng tiền. Còn không mua thì chúng ta phải có mang cái tiền ấy đi đầu tư, là mua một mảnh đất khác diện tích lớn, ví dụ như 1.5 tỷ hay là 1.3 tỷ mà mua được 1.000 mét, thì 5 năm sau hay 7 năm sau nó lên được 3-4 triệu mét thôi chẳng hạn, hay là 5 triệu mét, thì anh em bán đi quay về mua cái nhà mà mình đang thuê mình kinh doanh này, nó chỉ là đơn giản như vậy thôi. Quyết định là của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở các video tiếp theo.